Thành lập công ty tốn bao nhiêu tiền? Để trả lời câu hỏi này thì đầu tiên chúng ta cần phải xác định về phần vốn điều lệ. Vốn điều lệ của công ty thì theo quy định của pháp luật là chúng ta sẽ không cần phải chứng minh trong quá trình mà chúng ta đăng ký thành lập. Do đó thì ngoại trừ những cái ngành nghề kinh doanh có điều kiện, ví dụ như là ngành nghề về lữ hành này hoặc là môi giới lao động, thì chúng ta cần phải ký quỹ ở một ngân hàng để xin các loại giấy phép con sau khi mà chúng ta thành lập công ty. Thì ngoài ra hầu hầu như tất cả những cái ngành nghề còn lại thì chúng ta sẽ không cần phải chứng minh vốn điều lệ hay ký quỹ, nộp tiền vào trong tài khoản ngân hàng bất kỳ một cái khoản nào để chúng ta thành lập công ty. Như vậy thì vốn điều lệ này các bạn có thể kê khai tùy theo nhu cầu và tình hình thực tế của doanh nghiệp của mình. Những cái ngành nghề kinh doanh về dịch vụ thì chúng ta sẽ hầu như là không cần phải chứng minh về năng lực tài chính quá nhiều, trừ những cái ngành ví dụ như là xây dựng này hoặc là chúng ta làm về tài chính thì chúng ta mới cần phải show ra cho khách hàng, cho đối tác biết về cái năng lực tài chính của mình. Chính vì thế cái phần vốn điều lệ này nếu như chúng ta có ít thì chúng ta đăng ký ít thôi, có nhiều thì chúng ta kê khai nhiều để nâng cao về cái uy tín đối với khách hàng và đối tác. Như vậy phần vốn điều lệ này chúng ta không tính ha. Cái thứ hai đó chính là về những cái chi phí ban đầu khi mà chúng ta thành lập nên một cái doanh nghiệp thì chúng ta cần phải trang trải những chi phí gì. Chi phí đầu tiên là chúng ta thuê địa chỉ trụ sở này. Địa chỉ trụ sở thì nếu như chúng ta có nhà riêng, chúng ta có thể đặt địa chỉ trụ sở tại nhà riêng để đỡ tốn tiền thuê mặt bằng. Nếu như chúng ta có được một cái địa chỉ mà chúng ta thuê thì chúng ta có thể kê khai, vậy thì chúng ta sẽ tính cái chi phí thuê văn phòng đó vào trong chi phí của doanh nghiệp. Ngoài ra thì còn có những cái cách khác để tiết kiệm chi phí về cái địa chỉ trụ sở, đó chính là các bạn có thể đi mượn. Chúng ta có thể mượn nhà của một người khác để đặt địa chỉ trụ sở công ty. Pháp luật quy định là địa chỉ đặt trụ sở công ty không cần nhất thiết phải có đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chính chủ các bạn. Chính vì thế nếu chúng ta được người khác cho phép đặt địa chỉ trụ sở thì chúng ta hãy tận dụng để tiết kiệm chi phí ha. Ngoài ra thì nếu như mà chúng ta muốn đặt địa chỉ trụ sở ở thành phố Hồ Chí Minh chẳng hạn mà chúng ta không có nhờ được ai hết thì chúng ta có một cái lựa chọn nữa, đó chính là thuê văn phòng ảo. Thì chi phí thuê văn phòng ảo nó sẽ dao động khoảng 300.000 đồng cho đến khoảng hơn 1 triệu tùy theo cái vị trí, tùy theo cái tòa nhà mà chúng ta muốn đặt địa chỉ văn phòng ảo. Như vậy thì nếu mà tính chi phí tối thiểu khoảng 300.000 đồng một tháng thì chúng ta tính ra một năm chỉ có khoảng hơn gần 4 triệu đồng mà thôi. Tiếp theo là những cái chi phí chúng ta làm thủ tục giấy tờ để ra được cái giấy phép công ty. Đầu tiên là về phần lệ phí nhà nước. Nếu như mà chúng ta nộp online thì chúng ta sẽ không cần phải đóng lệ phí này. Cái thứ hai là phí đăng báo cáo thành lập doanh nghiệp, hiện nay nó là 100.000 đồng. Phí thứ ba đó chính là phí khắc con dấu. Thì cái chi phí làm con dấu này tùy thuộc vào cái chất lượng mẫu mã, số lượng con dấu mà nó sẽ có chi phí dao động khác nhau. Hiện nay trên thị trường thì con dấu nó sẽ có giá khoảng từ 300.000 đồng cho đến hơn 1 triệu tùy theo là dấu có dấu logo hay là cái dấu đơn giản bình thường, dấu nội địa hay là dấu nhập. Rồi con dấu đó nó có số lượng bao nhiêu? Thông thường thì chúng ta chỉ cần làm một con dấu thôi là đủ rồi. Ngoài con dấu của công ty, tức là con dấu tròn màu đỏ, thì chúng ta có thể làm con dấu chức danh của giám đốc thì nó khoảng vài chục ngàn nữa, thì tổng chi phí nó không đến 500.000 đồng. Chi phí thứ ba đó chính là chúng ta cần phải mua thiết bị chữ ký số. Để làm gì? Thì khi mà chúng ta có công ty rồi thì nó sẽ phát sinh về nghĩa vụ khai báo thuế hàng quý hoặc là hàng tháng nếu như công ty lớn, thì chúng ta cần phải có một cái thiết bị chữ ký số, nó giống như là một cái USB vậy đó, để chúng ta cắm vào máy tính và chúng ta thực hiện khai báo thuế điện tử. Ngoài ra thì chữ ký số này còn có thể làm để giao dịch ngân hàng nè, ký hải quan nè, đóng bảo hiểm xã hội vân vân, thì chúng ta sẽ sử dụng chữ ký số này. Chi phí để mà chúng ta mua chữ ký số thì nó sẽ tính theo thuê bao hàng năm. Thông thường thì chi phí nó dao động khoảng từ 1 triệu cho đến 2 triệu một năm, cái bao gồm cả cái phí thiết bị ban đầu khi mà chúng ta mới thành lập công ty ha. Như vậy thì nó dao động khoảng tính sơ sơ khoảng 1,5 triệu đi ha. Chi phí nữa đó chính là chi phí phát hành hóa đơn điện tử. Tuy nhiên là doanh nghiệp sau khi thành lập thì chưa có bắt buộc phải phát hành hóa đơn điện tử liền, cho nên là nếu chúng ta muốn tiết kiệm chi phí hoặc là chúng ta chưa có nhu cầu sử dụng hóa đơn điện tử thì chúng ta sẽ không cần cái khoản này. Nếu như các bạn muốn phát hành thì nó sẽ tính theo số lượng hóa đơn mà chúng ta sẽ muốn mua. Ví dụ như chúng ta mua khoảng 300 số hóa đơn thì chúng ta sẽ tốn chi phí khoảng 1 triệu đồng, bao gồm cả chi phí khởi tạo và chi phí mua 300 số hóa đơn đó. Hết 300 số thì chúng ta sẽ mua thêm mà không cần phải trả thêm chi phí khởi tạo nữa, thì tính sơ sơ khoảng 1 triệu nữa ha. Hồi nãy giờ thì có phần lệ phí nè, làm con dấu, mua chữ ký số và hóa đơn điện tử thì chưa đến 4 triệu nữa đúng không các bạn? Và cộng thêm cái chi phí thuê văn phòng, nếu như mà chúng ta có thì đó là chi phí hoạt động của doanh nghiệp, chi phí duy trì thì mình không tính rồi. Như vậy thì chúng ta muốn có một cái doanh nghiệp thì chúng ta tốn chưa tới 10 triệu đồng. Chính vì thế thì nó hoàn toàn nằm trong khả năng của các bạn. Nếu như các bạn có nhu cầu thành lập công ty thì có thể liên hệ với Trân, với Reway Legal để mà Trân hỗ trợ tư vấn. Cái phần quan trọng nhất chính là cái phần tư vấn về những cái quyền, những cái nghĩa vụ của chúng ta phát sinh sau khi mà chúng ta thành lập công ty, chứ còn cái chi phí ban đầu thì nó sẽ không đáng kể. Hãy đầu tư cho đứa con tinh thần của mình những cái kế hoạch thật là chặt chẽ và những cái kiến thức pháp lý cần thiết trong quá trình vận hành và phát triển doanh nghiệp nha.